Phương Hồng Quế được biết đến là một bầu show khá mát tay tại hải ngoại hiện nay. Dù đã ở tuổi U80 nhưng bà vẫn trẻ đẹp và làm việc liên tục không mệt mỏi. Bà tâm sự về cuộc sống của mình hiện tại. Phương Hồng Quế là ca sĩ nổi tiếng, từng làm chủ phòng trà năm 18 tuổi, được mệnh danh là TV Chi Bảo. Sau này bà kết hôn với một bác sĩ rồi sang Mỹ định cư cùng mẹ và hai con, nhưng chồng bà ở lại Việt Nam làm việc và một thời gian sau thì đi bước nữa với vợ mới. Kể từ đó tới nay, Phương Hồng Quế vẫn sống độc thân, không quen biết ai. Tại chương trình Nhà có khách, nữ nghệ sĩ tâm sự, thời gian đầu tôi ở Mỹ, ông ấy cũng thi thoảng bay sang thăm con, rồi con về thăm ông ấy cũng có. Tôi thì không về thăm ông ấy vì những buổi đầu ở Mỹ cuộc sống khó khăn lắm, tôi còn mẹ và các con, tôi cứ phải lo cho con cái, nghề nghiệp, đi làm kiếm tiền nên quên đi chuyện lập gia đình. Sau khi chia tay ông ấy, tôi không muốn lập gia đình nữa, tôi tự dặn lòng phải cố giữ mình cho một gia đình duy nhất với hai đứa con. Tất nhiên, tôi cũng có bạn bè, quen biết nọ kia, nhưng tôi nhất quyết không chung sống, không kết hôn nữa. Năm đó qua Mỹ, tôi mới 39 tuổi thôi, còn trẻ lắm, nhưng cũng quyết tâm không đi thêm bước nữa. Tiếp đó, Phương Hồng Quế chia sẻ về sự nghiệp của mình khi đặt chân đến Mỹ. Tôi qua Mỹ vào tháng 3 năm 1991, tới tháng 7 đã được bay sang Paris quay hình cho Thúy Nga số 16, nhưng lúc đó đi hát chưa nhiều nên tôi còn đi học để bán vé máy bay. Ban ngày tôi còn đi lồng tiếng phim bộ Hồng Kông, nhưng được vài ngày tôi bỏ vì cực lắm. Nghề lồng tiếng ngày đó đơn sơ nên cực, phải tự làm hết, được vài ngày tôi mệt quá nên bỏ. Một ngày tôi phải chở con đi học, xong đi lồng tiếng, chiều đón con về rồi lại đi học tiếp tới 9 giờ tối. Có những ngày tôi không ăn uống gì vì không có thời gian, làm hết cả ngày. Trước khi đi Mỹ, Phương Hồng Quế từng một thời gian nghỉ hát nên cuộc sống khá khó khăn. Cô nói, tôi phải đi buôn bán đủ thứ, tôi mở tiệm bán cà phê, buổi sáng thì bán bánh mì tại nhà, có thời gian tôi phải ra chợ mở sạp bán thuốc lá. Tôi không buồn vì nghĩ rằng xã hội thay đổi, nếu mình không thay đổi thì làm sao sống được. Tôi đi kiếm tiền chân chính chứ có làm gì đâu mà hổ thẹn. Lúc đó tôi còn chưa lấy chồng, cùng với một chị bạn ra chợ mở sạp, ngồi đóng thuốc lá, lấy chỗ nọ bỏ chỗ kia, nói chung hoàn cảnh nào tôi cũng sống được hết. Kinh doanh một tháng lãi 50.000 đô. Sau khi qua Mỹ, ngoài đi hát, Phương Hồng Quế còn kinh doanh. Bà kể, ngày đó tôi bán CD, còn kiếm tiền nhiều hơn đi hát. Cứ mỗi lần đi show lại mang theo 2 thùng CD để bán, mỗi thùng từ 150 tới 200 CD. Cuộc sống ổn định nhưng tôi vẫn làm thêm nhiều nghề khác vì có máu kinh doanh trong người. Tôi làm nhiều nghề lắm, đầu tiên là lồng tiếng phim, tới bán vé máy bay, bán hoa rồi bán máy massage, máy xông hơi, mở hẳn công ty. Hồi xưa không có mạng xã hội như bây giờ, tôi phải đặt quảng cáo trên đài truyền hình. Mỗi tháng tôi phải mất đến 20-30 nghìn đô tiền quảng cáo, nhưng được cái bán hàng rất chạy. Tôi còn không có thời gian ăn uống vì khách hàng điện thoại đặt hàng liên tục. Nhiều khi tôi đang ngồi ăn với bạn bè cũng phải lấy sổ ra ghi đơn hàng. Một tháng tôi lãi cũng được mấy chục nghìn đô. Riêng tiền quảng cáo đã 20-30 nghìn đô rồi mà không bán được 40-50 nghìn đô thì không thể duy trì được. Tôi còn đặt hẳn tên thương hiệu công ty cho mình, vẽ cả logo, order logo. Làm bầu show, một năm tổ chức mấy chục show. Máu kinh doanh dâng cao, bà còn làm nghề bầu show. Đến tận bây giờ tôi vẫn đang làm bầu show miệt mài, tới không có thời gian làm gì. Riêng một nhãn hàng ghế massage, đồ gia dụng một năm đã nhờ tôi làm mấy chục show rồi. Tôi phải làm hết, đưa đón, sắp xếp ca sĩ, thứ tự hát, bài này bài kia, bận tới mức không có thời gian để làm gì nữa. Mỗi tháng nhãn hàng đó đều có show ở các thành phố khác nhau, tôi phải đi liên tục. Cũng may ông trời cho tôi được minh mẫn, tới tuổi này vẫn còn nhớ để làm show. Nhưng nhiều khi tôi hay quên lịch diễn của ca sĩ nên phải xin lỗi ca sĩ hoài. Ví dụ ca sĩ hát thứ bảy thì tôi nhầm thành chủ nhật. Nhiều ca sĩ kiến nghị tôi lắm, bảo sao em hát ngày này mà không có hình em ở poster. Lúc đó tôi mới ớ người ra rồi phải đi xử lý mọi chuyện. Đâu phải chuyện công việc, ở nhà việc gì tôi cũng phải làm. Tôi lo cả việc nhà cửa nữa. Cả hai đứa con tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn ở chung với tôi vì chưa lập gia đình. Con trai lớn của tôi năm nay 41 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Tôi lo hết mọi việc, nấu cơm, vườn tược, rồi nhà này nhà kia, có đám cũng kêu đến tôi.